đi qua anh em ơi, đi phân tích cho anh em, mà mưa quá nữa. Và lấy cho anh em xem mà mưa ghê lắm, mưa to lắm anh em. Ok, một con nha, mưa lạnh lắm anh em ơi, nhưng mà quay clip cho anh em xem nè. Tôi thích cái ủng hộ này nè. Đó. Tôi cho hoài cho anh em xem nè. Chứ là hình như cơ đáo một con ở đây nè. Anh xuống như là mình xem thật nha. Lạnh quá các bạn ơi. Đóng một đồng mưa ra rái này nè. Nên thấy không? Đây, mưa ra. Mình phải cài cái điện thoại đi nha. Nên không có như mình nè. Điện thoại mình bể màn hình đó nè. Nên mình phải giấu điện thoại để cho ông nước cho bà ơi. Khó bài lắm. Đây nó có rung thì anh không cỡ nha. Giờ tầm 5 giờ rồi nữa. Nó mưa nguyên đêm. Mưa ra rái chứ mưa không to nhưng mà mưa ra rái nữa nè. Người biết. Đây, con gì đây nè. Không biết phía trước là không gì. Lạnh lắm rồi nè. Nhìn ta. Trích anh em ơi, trích hôm nào đi nữa. Mưa này đi kia. Đây nè, trích nha. Trích nha nè. Hình như phía dưới mình có đóng một con gì đó đó nè. Trong này có đóng con gì không biết. Không anh em, phía trong không đó. Mà phía dưới này có đóng một con gì nữa nè. Lạnh quá. Mình phải mặc mưa đi cửa đó nè. Mưa, đang mưa anh em ạ. Có gì để che em nó quay hết nè. Còn trích nữa anh em ơi. Cái này vẫn còn trích nữa nè. Hôm nay chim đi mạnh quá anh em ơi. Phía một kia mình cũng thấy một con nó mình chưa qua nha bạn. Mình chạy vào mình lấy máy quay. Đất mẹ rồi. Nó lạnh quá anh em ơi. Ô mình phải xuống mình bẹp. Ướt đồ rồi anh em ơi. Chết rồi. Anh em ơi. Mình phải xuống nước mình bác nó ướt đồ luôn anh em ơi. Wow. Mình phải nhảy xuống mương luôn đó anh em. Nhảy xuống mương bác con chim này. Cho nên mình đã bị ướt đồ. Đấy anh em thấy ướt đồ mình không? Mình xuống xuống anh em. Đấy. Ướt tùm lum luôn rồi anh em ơi. Chết cống luôn quá. Khổ thật. Gió này chim nè anh em ơi. Vất vả lắm anh em. Đâu có sướng khổ gì đâu đúng không anh em. Đâm mê mà. Wow. Lạnh thiệt luôn anh em ơi. Wow. Chung là nó khá là lạnh. Thôi bây giờ mình sẽ tắt máy quay cái gì mình quay tiếp cho anh em xem nha. Mưa tới rồi anh em ơi. Lạnh quá. Wow, máy lên sông xuống học này ướt. Chắc mình phải vào đạm mình lấy đồ mình thay thôi anh em ơi. Mình nói không ra lời luôn mà anh em. Anh em thấy mình đúng không? Wow, lạnh quá, lạnh quá. Mình tận con này rớt rồi ngoài nè. Vợ con đám đây nha anh em. Lạnh quá, mưa quá rồi. Đây là sao? Đây, con này. Mình đặt cái bầu. Đấy, con này, chích nha. Trứng này nha anh em. Mình phải giấu mấy quà đi nè. Mưa quá. Thế ướt rồi. Đấy. Lạnh quá nè mày.
Người nó lấy mà nó lạnh ghê. Và clip cho anh em xem cho vui này. Vui lắm anh em. À. Cắn luôn ra đây bạn. Lạnh quá. Em muốn tèo chim luôn rồi đó anh em. Mình hù thì có con nào nó nằm ở trong bạn đi. Ok nè, phía trong hình như mình có thấy một con gì đóng đó nè. Nó màu đen đang đóng trên này nè. Mười quá. Không biết đó là con gì nè. Mình thấy một cục màu đen. Anh em theo dõi nha. Lạnh lắm. Chứ còn được lạnh lắm anh em ạ. Mình hôm nay bắt đầu có không khí lạnh vì nó lạnh ghê. À không thích rồi nè. Chắc mình nghi lần thích rồi. Này nó nằm lật ngửa luôn rồi. Không đi được. Anh em ngó cái đường dưới này. Ốc bưu không ra này. Đi nguy hiểm lắm. Đích nha nè. Đích nha. Ốc đích. Đây này. Hai chất rồi nha. Giá mà tiếp trong này của có các em nào dính nữa không nha này. Máy mình nó nhảy bè luôn rồi nhưng mà chuyển sang bè tích thò luôn rồi này. Trời lạnh như thế này mà sâm nó không đi anh mà sâm nó vẫn không chịu đi anh em. Mấy hôm nay nửa tháng này luôn rồi này. Anh em nói này. Bưu này nè, mình đi mình cẩn thận chứ. Rất khét giò đó. Đừng có, đây là bưu không. Sắm mình mấy tháng này, nửa tháng này không thấy con nào con rồi nè. Biết nó đi đâu hết trơn rồi nè. Nó vào khu trong hay là sao rồi nè. Con này chưa thấy mặt cô sắm lại luôn á nè. Nhưng mà mình vẫn chơi sắm. Hỏi luôn nè. Không thấy anh em. Con này đỏ mồng rồi nè. Không thấy con nào hết đi. Ok, hello chào anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Lạnh quá anh em ơi. Đây, mình đang ở ngoài đồng rồi anh em ơi. Mình đã tắm hết đồ lên rồi anh em. Đây. Mưa. Đang còn mưa anh em ơi. Đây, đang còn mưa rái nha anh em. Hồi tối giờ là mưa rây ra nè. Mưa cứ rái giờ tầm 1 giờ nó mưa bắt đầu tới trừ đây nè. Mưa rái như thế này đây. Lạnh lắm anh em ơi. Lạnh ghê lắm. Ui, teo bộ chim rồi anh em. Đấy, đâu ngoài này. Bên kia có bờ dịch càng lên này. Tấm hết lên rồi này. Mấy cái đường này là bò nó hơi đi anh em này. Mình phải tấm lên chứ không là bò nó mòn anh em. Đấy, cái đường trên chính này thôi. Còn mấy trang kia mình để hết lại như này. Bên kia mình tấm bên này, mình để luôn im luôn. Lạnh quá anh em. Ở anh em có lạnh không chứ mình cống luôn anh này. 19-20 độ gì đó, lạnh ghê lắm anh em. Giờ đang ngồi trước cái trại đây nè, mình dùng bọt méo mình che xuống để quay cho anh em xem, bắt cho anh em xem đây. Rồi đi về, để rồi, lạnh rồi. Ướt hết trần quần luôn anh em. Chỗ nãy anh em có xem cái khúc mà mình chụp con chim đó nè, nó ướt hết trần quần này. Còn nó bò ra chỗ mương đó nè. Mình phải chụp nó liền chứ không là để nó ra mương là rồi đó nè. Chụp phát hai người nó trượt cái giò nó xuống luôn cái mương nước cho quần anh em. Chân thiệt chứ. Lạnh. Vừa làm lạnh quá nè. Sâm mấy bữa hôm nay mình đánh không có luôn anh em. Sâm mình ở trong này nè. Không thấy con sâm nó về luôn anh em ơi. Không biết sâm nó đi đâu hết trơn rồi. Sao cái đồng mình nó không xuất sâm nữa nè.
Hôm nay bắt được 8 con là tới giờ chưa được con nào nữa đây. Trắng thiệt chứ, mình vừa xăm 2 tiếng xăm mặt cái thôi. Nhưng mà chưa thấy con nào nữa. Mấy hôm nay rồi đấy. Ở đây kia thì lâu lâu ổng được con 2 con rồi đấy. Sao dưới này không thấy xăm về luôn anh em ơi. Nó đi hướng nào ấy, chịu. Nhưng mà bù lại cũng được chạy cũng được anh em. Mấy hôm nay mưa mưa nhưng nó không gió là không đỡ nè, mưa mà không gió nữa thôi đúa luôn rồi nè. Hôm nay nó mưa nhưng mà nó không gió nha nè, nó không tạm tạm cho nên mưa mà nó gió nữa thôi không biết lấy gì ăn luôn. Mưa nó chảy nước rồi nè. Thôi, bây giờ mình sẽ bắt chim cho anh em đi xem rồi đi về đây. Cũng khá là trễ rồi đó anh em ạ. À. Bây giờ tầm 6 giờ rưỡi rồi này. 6 rưỡi rồi. Vì nó dông mưa to xuống là rồi. Nên nó trong này, nó mù mịt cái lông này chưa. Quanh này, mù cái lông. Bên kia có cái ông nào quấn mình đó đó. Quấn tiếng trích, ỏ ai gì đó. Chưa rồi đấy, ông mới tập chơi thôi. Trên này cũng có ông này, cái này. Chỗ tay chỉ lên đây chỗ này có không đây mình chỉ đây cho anh kia đây chỗ này có không đây nào nhưng mà ông mở máy anh em dàn lưới chơi phá rối chơi trắng thịt lạnh quá. Thôi nó như nó bắt chim cho nên xe nó về đây. Ok anh em ơi, giờ mình sẽ tiến hành bắt chim cho anh em xem rồi mình đi về nha anh em. Lạnh quá anh em ơi. Chim mình hôm nay mình thấy mình đục luôn anh em ạ. À. Đây mình chơi không đem đục luôn mới ghê chứ. Đấy. Đây. Một con nha anh em. Mình không đem đục anh em ạ. À. Đây, tích nha. Đừng kêu mình vắng luôn. Hôm nay mình đem đục gì cả. Đây, dùng mấy cái ảnh để bên tay nữa. Trời quán keo hết quán dài hết chứ quán chìm chùm chùm trích móc con này mà con đi lạnh này là trích móc đi không đây túi chim của mình đây nè đấy là mình chơi cái túi này là cho nó chắc này bạn thấy không hai em nữa nha anh em wow, tục 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 ba em có một em này em rất đen nên đỏ luôn cái mỏng luôn đấy thấy không còn ba em nha đây đấy ba em nữa anh em ạ là cũng được 6 em đó anh em ạ 6 em là ok rồi em này thì ấm lên nha anh em 6 em nha 6 em chích nha không có con gì nữa luôn anh em ơi sao em chích không thôi đấy, ok không anh em cái này thì cũng ok rồi đúng không anh em cắn anh em ơi nó không quá con này nó không quá sao em chích bằng hôm qua nha anh em này cũng lại bằng hôm qua anh em ạ ok rồi anh em ạ cuối vụ mình cái trên này thì cũng khá là ổn anh em mổ tao mày con này mổ mình lên em ơi chấm thịt chứ cho mày vào bọc luôn mổ luôn mổ tao mày mổ tao mày mổ tao mày cho mày vào bọc luôn ướt điện thoại ướt điện thoại thôi bây giờ đi về đây nha anh em nếu anh em có thấy clip mình hay thì nhấn cho mình một like nha một subscribe một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em để cho mình có động lực mình ra những clip hay cho anh em xem nha. Cho mình một like nha anh em. Anh em xem clip nhớ cho mình một like. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Chào anh em nha. Lạnh quá. Bây giờ đi về thôi. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.